video của Quân. Hôm nay là đêm thứ 13 Quân làm tại đảo Tông Tàng thuộc khu vực Lường Sa của đảo Việt Nam. Đây. Hôm nay thì Quân xin lặn ở dòng kè như thế này nha. Thì hôm nay nước lặn khá kè luôn. Bầu trời mỗi chiều thì nó sẽ lên mây như thế này này. Tháng này là khá là vọt vẻ luôn. Đây. Nói chung tháng này thì Quân không đi nhiều đeo nữa đâu, tầm khoảng đi đeo này thôi. Chứ lời đồng bé không đi nhiều đeo nữa. Làm lời êm thì mấy anh em Quân sẽ đi đeo mới. Lời như thế này thì mấy anh em Quân sẽ ở trong hồ về cầm đồng gió như thế này nha. Thì mỗi khi tới chỗ thì mấy anh em Quân sẽ chờ lặng, chờ để tới giờ để vô đồ để lặn ha. Rồi bây giờ thì mấy anh em ngoài sẽ ngồi nghỉ ngơi. Rồi, tiếp tục là lễ đêm thứ 13 của Quân lặn tại đảo khu vực Lường Sa của Việt Nam. Hôm nay thì Quân lặn nước thì tầm khoảng 3 xả tay thôi. Rồi, cũng như mọi khi Quân vừa đếp dễ thì Quân sẽ hơi can này để cho dễ đi hơn ạ. Sau khi xẻ rồi thì Quân xin mời quý chú anh chị để đi xem thả xẻ cùng Quân nha. Vừa mới xuống thì cả nhà thấy không? Thấy con cái đất thật to không? Con này thì mấy anh em Quân sẽ bắt sống nha. Hiện tại thì thương lái sẽ mua bắt sống nên mấy anh em Quân sẽ bắt tầm 1 kg đi lên nha. Con này thì tầm 3-4 kg luôn á. Wow, quá to luôn ha. Loại cái nắp này mấy anh em Quân bán sống thì tầm 250.000 một ký. Wow, Quân vừa xuống đất đèn thì Quân được 1 triệu ngay. Một Quân mang tăng này sẽ có những điều thú vị để cho các nhà xem nha. Cái nắp nhím thì mấy anh em Quân sẽ bắt cho nhanh vào, nếu không nó sẽ phình lên to lắm, không có bắt về vượt được đâu. Nó như thế này thì Quân sẽ bắt về vượt được nha. Một tí nữa nó phình lên thì Quân sẽ qua cho các nhà xem. Đây, vừa nói nó để phình lên rồi cái nhà. Quân quay cho anh xem này. Khét to luôn. Con này nó phình lên như thế này rồi làm sao mà lấy dây để cho được. Thì Quân có thể có cách lấy dây được nha. Tiếp tục thêm một con cái nắp nhím nữa này. Cái điểm này cái nắp nhím được ghê á. Con này thì tầm 2 kg. Wow, quá to luôn. 2 kg thì Quân được 500.000 nữa. Quân sẽ kêu ông anh là bắt. Mấy anh em bắt thì cái nó nhím thì sẽ cẩn thận nha. Chứ đụng mạnh thì nó sẽ phình lên to lắm, giống như hồi nãy vậy. Từ từ thôi, nó sẽ chuông vô. Đó, bắt rất là dễ luôn. Ở phía xe thì Quân phát hiện một con ốc khoe. Ốc này có tên gọi là ốc nón nha. Ốc khoe này thì Quân bán thì tầm 35.000 một ký bán vỏ. Còn ruột thì sẽ đem về ăn. Phát hiện một con cá nữa nè. Con cá này thì có tên gọi là cá gì đây. Để Quân sẽ lấy cho thử xem nha. Thank you.
Ồ, đó là một con cá đỏ mét. Cái này thì mấy anh em quên bán thì tầm 25 đến 30 nghìn một ký. Ồ, tiếp theo một con cá nóc nữa. Con này là con thứ ba rồi nha. Con này thì không tới 1 ký, mà anh em quên sẽ chỉa. Cái nắp mà anh em quên chỉa thì sẽ lấy lên về lộ dê, về phơi nha. Dê thì nó lên đến 500 nghìn 1 ký. Còn nẹ thì sẽ chia về cho mấy anh em. Ồ, lòng hang đá này quên phát hiện một con cá này. Để quên là gì thì lấy về thử xem nha. Con cá gì? Ồ, đó là một con cá sọt réo. Cái này mấy anh em quên bán thì tầm 25 đến 30 nghìn một ký. Loại cá này ăn mẹ sắc lại thơm luôn. Rất là béo. Ăn khó chê luôn. Ồ, tiếp tục phát hiện một con cá nữa nè. Ồ, quên để bắt được nó rồi. Con cá này thì có một cá tên gọi đó là cá mú chấm. Mú này thì mấy anh em quên bán thì tầm 40 đến 50 nghìn một ký. Ồ, chỗ này quên phát hiện một chú rùa biển nó đang ngủ ở chỗ này nè. Rùa biển này thì tại khu vực lần xe thì rất là nhiều luôn. Quên có thể sờ được nó nha, nó rất là hiền luôn. Nó không có làm gì độc hại gì mấy anh em quên đâu. Đây, ồ. Quên vừa đụng nó xịt để chạy đi rồi. Rồi bá ba nó luôn. Ơ tiếp theo một chú rùa bông nữa. Và chú này thì nhỏ hơn chú kia. Nhìn rất là đẹp ha. Kiểu như mấy anh em quên gặp những con rùa biển này hem sờ lắm. Hem sờ cho nó nằm im như thế này. Nó rất là hiền luôn. Tiếp tục một con cái nắp nhím thứ tư. Wow, chỗ điểm lặng này thì có rất là nhiều cái nắp nhím luôn. Mấy anh em quên sẽ bắt sống con này thì tầm 1 ký nha. Ô ô, nó chạy kìa. Ồ, và để về vượt được nó rồi. Ồ, quên phát hiện một con cái mó này. Để quên chạy lại thử xem con cái mó gì nha. Ồ, đó là một con cái mó đuốc. Mó đuốc này nó quên chắc làm động nó hay sao á, nó chạy lung tung beng luôn nè. Đây, nhìn tướng bền đẹp ghê ha. Là cái mó này rất là chim màu sắc đẹp luôn. À, nhìn đẹp ghê ha. Chỗ này thì em cũng quên phát hiện một con cá gì nhái đèn quên lại nè. Ồ, đó là một con cá hú rằng. Ôi, con này to luôn á. Con này thì tầm 3 đến 4 kg luôn á. Là cái mú này thì mấy anh em quên bán thì tầm 15 đến 15 rưỡi nghìn 1 kg. Wow, quét được tiền luôn. Tiếp theo thì quên phát hiện một con cá. Về quên cũng đã săn được nó. Ồ, đó là một con cá thẹn. Cá thẹn đất nha. Cái thẹn này thì mấy anh em quên bán thì tầm 25 đến 30 nghìn 1 kg. Cái này thì ăn kho lên. Kho lên ăn rất là ngon luôn. Nè, rất là mềm mại, rất thơm. Tiếp tục quên phát hiện một con cá mú nữa. Wow, quên để săn được nó rồi. Thì quên sẽ lấy xe nha. Cái mú này nó rất mạnh luôn. Quên phải ghi chữa lại cho nó khó chạy. Đây, con cá mú này thì nhỏ hơn con kia nhiều nha. Cái mú dằn á. Ồ, chỗ này quên phát hiện một con cá à. Wow, đó là một con cá bò dép nha. Nhìn nó ngủ kỳ lạ ghê chưa. Để qua sẽ kêu mấy anh em lại phụ về bắt nó nha. Cái chỗ này thì quên thọt tay vô lái luôn này. Nó ngủ rất là dễ. Nó chạy ra kìa. May quá. Có ông chú ông cậu để giữ được nó rồi.
thì loại cái bộ dép này mà anh em quan sẽ cẩn thận nha, nếu nó sẽ chạy rất là tiếc luôn, thì giá thì rất là cao, nó lên đến 250 đến 300 nghìn một ký, có thể lên đến 350 nghìn một ký luôn. Còn cái bò dép này thì quân đội tầm 2 kg. Sau khi bắt được nó thì mấy anh em quân sẽ kéo vợt xuống để bảo vệ vợt. Tiếp tục quên phát hiện một cỗ khoe nữa này, loại rỗ khoe này ăn rất là ngon luôn, kiểu như có chém nước mắm đâm về ít vài lòng bia nữa thì say luôn á. Chỗ này còn năm của quên phát hiện một con cái mặt quỷ này, cái mặt quỷ này nó tuy nó xỏ bài thôi chứ giá trị rất là cao luôn, nó đứng nằm trong danh sách có một hàng gà độc nhất thế giới luôn. Vậy nên mấy anh em quân phải bắt cho cẩn thận, nếu bị lỡ đâm thì rất là nhức luôn, không kể dây được đâu, nhức lắm, nhức đến khó luôn á. Anh này gặp con gì thì phải. Tiếp theo một con cái mặt quỷ nữa. Anh này may mắn ghê chưa. Vậy mới nói thì cái mặt quỷ thì rất là khó thấy luôn, anh này đi que đi lại thì không có thấy, đi dòm nhìn cho kỹ mới thấy được. Wow, con này là con thứ hai, hai bên hai con luôn. Là cái mặt quỷ mà anh em quên bán thì tầm 700 đến 800 nghìn một ký. Rất là được tiền luôn, nhìn nó xấu ghê chưa, nhưng rất là được giá. Quên rất là mừng luôn. Phát hiện một con cái nắp nhím nữa, con này là con thứ năm rồi nha cả nhà. Cái điểm này rất chi là nhiều cái nắp nhím luôn. Quên quá rất là mừng luôn. Con này thì tầm 2 đến 3 ký, quên sẽ bắt. Quan chỉ bắt từ từ nha, nếu nó phình lên là khó lấy dây lắm. Đây này, là từ từ thôi. Nó phình lên kìa. Tới giờ cái nhè, tới nó phình lên không? Giờ này không bỏ mua được. Nó phình ga to như thế này, đâm rất là đau luôn. Phải để cho nó sọp xuống thì mới bỏ về vợt được. Đây, quan sĩ nâng đi từ từ nha. Đó, quan bỏ về vợt được rồi. Trời, có vẻ cái điểm này thì cái nắp không á, nãy giờ con đi toàn thấy cái nắp không à, cái nắp này nó không đến 1 ký nên quên sẽ chỉ ó. Rồi nó chạy kìa cái nhè. Lần đầu tiên quên thấy cái nắp chạy như nhanh như thế này á. Quên ví bại luôn kìa. Nó chạy ghê chưa, chắc nó giật mình hay sao á. Lần hàng đế này của anh phát hiện một con ké này, không biết con ké gì, để quân đã sẽ chữa cho thử xem. Đó là một con ké mú hồ nha, cái này có tên gọi là cái mú hồ. Cái mú này thì quân bán thì tầm 35 đến 40 nghìn một ký, và ké mú này ăn khó chê luôn, ăn rất là ngon, cực kỳ thơm. Phía xe thì quân phát hiện một con ké rất là to luôn. Đó là một con ké bò. Bò này nó tương tự như cái bò dép. Mà cái bò này thì thương lái không mua, nên mấy anh em quên xịt chữa lên cú bánh lấy ngay. Cái này nó chưa đầm nước mắm đầm, và có một ít bánh láng, và có thêm vào lon bia nữa là say luôn, nhức nách luôn. Còn này em rất là thơm luôn. Một chú rùa biển bông nữa. Rùa biển bông này nó thường hay nó ngủ ở lòng kẻ đế như thế này lắm. Quên lại nó có anh đèn á, nó sẽ giật mình chạy nha. Đây, còn nó đang có bò đi á cả nhà. Cái chỗ này thì mấy anh em qua nó gần lên rồi, thì chỗ này thì đi két không à, không có hàng gì hết, nên cậu năm của qua ngồi lại để nghỉ ngơi. Chỗ này qua nó cũng nằm luôn.
Quan đi ở kẹt sắp lại mệt nên phải nằm nghỉ ngơi một tí. Thôi Quan sẽ ngủ nha, ngủ một tí về dài đi tiếp. Ồ, Quan đã giỡn chờ thôi chứ nằm nghỉ chờ một tí thôi. Chứ ơi dưới nước sao mà ngủ được. Có vẻ là đi két không nên mấy anh em phải lên nha, phải lên cano để xem thành quả. Thì chỗ này mấy anh em quên sẽ lên cano bằng cách lùa lên nha, chứ chỗ này nước cạn quá nên không có thật ra đá xuống được đâu. Thôi bây giờ quên xin mời quý chú anh chị lên xem thành quả cùng quên nha. Mấy anh em sẽ lấy hành lên ha. Bốn anh em sĩ lên như thế này về kéo hàng lên ha. Chứ thế thì anh em cũng này đâu vậy rồi. Wow, hả còn cái mú vàng thế là to luôn ha. Wow, rất là to luôn ha. Còn con này thì tầm 3 ký nha. 3 4 ký nha. Hình lên
quan cô sẽ xin phép kết lại luôn. Em quý cô chú anh chị đã xem video của quan, xin hãy cho quan một like và một đăng ký để ủng hộ cho quan nha. Bye bye.